Hello, xin chào quý chị và các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Sài Gòn Rẻ. Thì hôm nay trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị và các bạn một số dòng xe Tycoon này, Tayga này, Ed này, Winner này, Sonic, đủ tất cả các dòng. Thì anh chị và các bạn mình chịu khó mình tham khảo kỹ clip. Để đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có em Liên hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và các bạn ha, mời Liên ạ. Xin chào mọi người nha, tuần mới rồi Liên lại cập nhật giá xe mới nhất cho mọi người luôn nha. Và đầy đủ các dòng xe từ xe Tayga cho tới Tycoon cho mọi người luôn. Đầu tiên Liên sẽ đi vào một dòng SH150 nha mọi người. Đây là một phiên bản SH150, phiên bản này là phiên bản ABS luôn nha mọi người. Màu trắng nè. Thì hiện tại phiên bản này bên Liên đang có giá là 115 triệu cho mọi người nha. Đó là phiên bản ABS luôn. Còn đối với phiên bản mà phanh thường đó mọi người, hay mọi người còn hay gọi là phanh CBS đó, thì bên Liên hiện tại đang giá với là 98 triệu thôi. Nếu mà mua góp dòng này thì mọi người chỉ cần trả trước cho bên Liên là 30 triệu là được nha mọi người. Cái dòng SH cao này nè mọi người thì nó có 125 nữa. Thì 125 thì cái mẫu mã y chang nhau luôn, nó chỉ khác nhau ở phân khối thôi nha mọi người. Thì 125 đang giá ưu đãi cho mọi người cực kỳ nhiều. Có dòng 2023 mới về luôn và bánh đen rất là đẹp nha mọi người. Thì hiện tại phiên bản nó chỉ với giá là 78 triệu cho phiên bản 125 thôi nha mọi người. Rồi, qua đây thì một cái dòng SH mà đang làm mưa làm gió vừa qua luôn, được mọi người hỏi rất là nhiều luôn. Lên clip nào thì clip đó đều là lên xu hướng của mọi người, là mọi người hỏi cực kỳ nhiều. Đó là dòng SH Mo dành cho nữ nha mọi người. Thì nam nữ hay gia đình chạy thì nó đều phù hợp. Và giá cả của nó hiện tại nay cũng đang được giảm cho mọi người nữa. So với trước Tết là giảm gần 10 triệu một xe mọi người. Thì đây là một phiên bản cá tính nha mọi người. Hiện tại phiên bản cá tính với lại phiên bản đặc biệt như thế này thì giá của em nó đang bằng nhau luôn. Đó là 68 triệu. Và nó sẽ có một cái phiên bản cao cấp đó, cũng phanh ABS này luôn, thì giá của em nó là 65 triệu nha mọi người. Còn đối với phiên bản phanh thường thì hiện tại bên Liên đang với giá là 55 triệu cho mọi người luôn. Phiên bản CBS đó, mọi người chỉ cần mua góp thì trả trước giúp bên Liên là 10 triệu đồng là mời bên Liên hỗ trợ mọi người nhận một dòng xe như thế này nha. Và nếu mọi người mua tiền mặt đó, thì bên Liên hỗ trợ mọi người rút hồ sơ về tự làm biển số vẫn được luôn nha. Rồi, qua đây là một dòng xe Tayga nhưng mà số tiền của nó thấp hơn nha mọi người. Và sẽ phù hợp với rất nhiều người luôn nè. Đó là dòng Vision. Và dòng này thì nếu mà mọi người mua góp thì nó đang ưu đãi cho mọi người nhiều nè. Chạy lãi suất thấp nè. Rồi trả trước ít nữa nha mọi người. Trả trước chỉ từ 2 triệu đồng là mọi người rút xe về được rồi. Dòng Vision này đây là một chiếc này là màu zin luôn nha mọi người. Phiên bản này là phiên bản thể thao mới nhất của dòng 2023 luôn. Bên Liên có hàng sẵn, Liên thấy nhiều khách nói là bên em chắc chắn là có hàng hay không mà để lên chứ mất công. Nhưng mà bên Liên có hàng sẵn luôn nha mọi người. Giá hiện tại của em nó đang là 38 triệu đồng nè. Phiên bản thể thao như thế này luôn nha mọi người. Còn đây là một cái phiên bản cũng của dòng 2023. Phiên bản này là phiên bản màu tiêu chuẩn nha mọi người. Thì dòng Vision á thì nó có tới 4 phiên bản lận. Nó dao động rất là nhiều giá luôn mọi người. Như phiên bản này nè thì nó dao động tầm 30 triệu 500 cho tới 35 triệu. Đó, tùy theo phiên bản từ 2022 cho tới 2023. Thì mọi người thích cái màu nào hay cái phiên bản nào thì cứ gửi qua Zalo cho Liên. Liên sẽ báo giá cụ thể hơn cho mọi người nha. Đó, lưu ý giúp Liên là chỉ cần đem theo mỗi căn cước công dân và 2 triệu đồng là Liên hỗ trợ một dòng xe như thế này rồi nha. Nếu mà bạn nào mà có thêm bảo hiểm y tế mà công ty cấp nè, hoặc bằng lái xe nè, mọi người cứ đem theo nha. Thì bên Liên sẽ làm những cái gói lãi suất rất là ưu đãi cho mọi người luôn. Làm xong là bên Liên trả lại hồ sơ cho mọi người hết, không có giữ bất cứ một cái nào của mọi người nha. Rồi, qua đây là dòng Ed 150. Thì nếu mà cái tuần trước hay cái tháng trước á, khách nào mà mua thì là chúc mừng khách đó. Tại vì giá nó rất là ổn. Và tuần này thì giá nó đã nhỉnh lên một tí nha mọi người. Kể cả dòng Winner cũng bị nhỉnh giá hơn một xíu luôn. Đó, đây là dòng Ed 150. Thì hiện tại bên Liên đang với giá là 43 triệu nha mọi người. Nếu mà mua góp á, thì mọi người chỉ cần trả trước 5 triệu nè. Đây là một phiên bản màu giới hạn, màu xám bánh cam rất là đẹp luôn nha mọi người. Còn đây là một cái phiên bản màu xanh, nó nghiêng về xanh GB ấy, mọi người, nhưng mà nó sáng hơn một tí nha. Phiên bản này là phiên bản 4 màu mới nhất của dòng Ed 150 luôn. Thì bên Liên hiện tại là có đủ màu luôn nha mọi người. Đó, dòng Ed 150 thì khách nào tham khảo thì nhắn tin Zalo cho Liên, Liên sẽ gửi mẫu cho mọi người tham khảo nha. Rất là nhiều luôn. Rồi, qua bên đây là dòng Ed 155 nha mọi người. Đây, một cái phiên bản màu giới hạn luôn cho mọi người. Đó là màu xám bánh đỏ luôn. Thì hiện tại phiên bản giới hạn này bên Liên còn hàng sẵn và số lượng cũng còn rất là ít nha mọi người. Hiện tại em nói là giá là 48 triệu 500 cho mọi người nè.
Nếu mà bạn nào mà có nhu cầu mà đổi xe mới á, thì nếu mà đổi xe cũ á, thành xe mới, bên Liên có thu xe cũ cho mọi người luôn nha. Đặc biệt là giá cực kỳ cao luôn, nên mọi người nào mà thích thì đem lên bên Liên thu luôn nhé. Rồi, qua đây là một dòng ad màu cam này, cam đen này. Mẫu này là mẫu mới ra mắt luôn, bên Liên vừa về hàng luôn nha mọi người. Thì mẫu này hiện tại đang ưu đãi cho mọi người nè. Nói chung là cái phiên bản khóa thông minh mà không rơi vào giới hạn á, thì giá của em nó đang là 46 triệu 500 thôi mọi người. Còn với phiên bản khóa thường thì hiện tại nó đang là 43 triệu thôi nha mọi người. Trả trước đúng 5 triệu là được rước xe về nè. Và nếu mà bạn nào mua góp á, thì lên là Liên sẽ hỗ trợ giảm thêm 2 triệu đồng vào tiền xe cho mọi người, hoặc mọi người nhận tiền mặt đều được. Còn nếu mà mua tiền mặt thì Liên sẽ giảm thêm 1 triệu cho mọi người nha. Và kèm rất nhiều quà tặng cho cửa hàng luôn. Okay. Rồi, qua đây là một dòng Winner nha mọi người. Winner thì nhỉnh giá hơn một xíu nữa rồi. Và đây là một cái màu mà Liên thấy là khách đang kiếm nhiều nhất luôn nè. Màu bạc, tại vì nhiều chỗ sẽ hết hàng mọi người. Màu bạc xanh đen này bên Liên còn hàng sẵn luôn nha mọi người. Thì giá Winner hiện tại nay nhỉnh hơn một xíu luôn. Đó là giá đang là 35 triệu 500 cho phiên bản mà phanh ABS này nha mọi người. Còn đối với phiên bản phanh thường thì hiện tại em nó là 33 triệu nè. Nếu mà mua góp thì trả trước 5 triệu trở lên giúp Liên nha. Rồi đây là một phiên bản phanh thường bên Liên thời độ hành màu đen nè. Với những cái tem này đi khác biệt với cái màu đen zin của em mọi người. Nó rất là đẹp luôn. Phanh thường thì 33 nha mọi người, còn phanh kia thì là 35 triệu 500. Một màu trắng, cái phiên bản mà phanh ABS này nè, nó sẽ không có trắng đen. Nên bên Liên có độ hành một chiếc trắng đen này và đi tem màu đen, màu tím kết hợp rất là đẹp nha mọi người. Và những cái màu sơn này mọi người, thì nếu mà mọi người sợ mà không được bảo hành đó, thì những cái màu sơn này bên Liên vẫn được bảo hành cho mọi người là 2 năm màu sơn nha mọi người, yên tâm. Còn nếu mà xe nào mà xe chính hãng á, đa số bây giờ là Liên giới thiệu là đều là xe chính hãng hết. Nên mọi người cứ ghé hãng là được bảo hành 3 năm hoặc 30 ngàn cây nha. Rồi, và cuối cùng Liên sẽ giới thiệu thêm hai em xe nhập khẩu nha mọi người. Này là nhập khẩu nguyên một chiếc luôn. Bên Liên về là chỉ tháo dàn áo và sơn lại thôi nè. Đó là dòng Sonic. Thì hiện tại nay thì Sonic nó cũng bỏ mẫu rồi nha mọi người, nên cực kỳ hiếm hàng luôn. Giá Sonic hiện tại bên Liên đang với giá là 57 triệu cho mọi người nè. Nếu mà mua góp thì chỉ cần trả trước đúng 10 triệu đồng là Liên hỗ trợ mọi người nhận một dòng xe như thế này nha. Trắng đỏ mâm đỏ bên Liên cũng còn hàng luôn nè. Vẫn không bị dính giá hơn luôn, vẫn là 57 triệu nha. Đó, thì bạn nào thích Sonic ví dụ như màu zin hay màu độ gì đó, nhiệt độ như thế nào thì có thể nhắn tin bên Liên nha. Và bên Liên sẽ cài rất là nhiều quà tặng ưu đãi, hoặc mọi người là cần thông tin gì hay dòng xe nào thì nếu mà chưa có trong clip á, thì mọi người nhắn tin cho Liên, Liên sẽ gửi mẫu nha. Tại bên Liên còn rất là nhiều dòng xe luôn, không thể nào quay hết cho mọi người được. Rồi ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào mua những cái dòng nào thì chịu khó mình alo liền cho Liên để mà Liên hỗ trợ một cách nhanh nhất á. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem clip. Mọi người xem thì nhớ like cho Sĩ để ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.